nóng trong người lắm á. À, hôm nay mình nấu món gì mát mát mẹ ha? Ừ, thôi mình nấu canh bí đao nha con. Dạ, bí đao mình ăn thường rồi mẹ, mình đổi món khác rồi mẹ ha. À, thôi để mẹ chọn món khác. Dạ. Mình nấu canh nghêu nha con, vừa mát vừa bổ. Dạ, đúng rồi mẹ, nhà con cũng thích ăn hải sản lắm á mẹ. Mà nghêu hôm nay ngon ha mẹ ha. Thu Hà và Kim Thảo xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Quý vị thân mến, như quý vị cũng thấy là chúng ta có một gợi ý món ăn từ người tiêu dùng mà chương trình của chúng tôi đã kịp ghi hình lại. Cô Hà thân mến, Kim Thảo nghĩ là trong thời tiết nóng nực như thế này mà chúng ta có một tô canh, đặc biệt là tô canh chua ăn thì ôi thôi, không còn gì bằng luôn. Đúng rồi, canh chua sẽ giúp chúng ta giải nhiệt rất là tốt. Vậy thì đến với chương trình ngày hôm nay, không biết là cô Hà sẽ định giới thiệu về món canh chua nào đây? Cô nghĩ là cô sẽ giới thiệu cho Kim Thảo và quý vị khán giả, cũng đặc biệt là cô dâu trong đoạn clip vừa rồi á, một món canh thanh nhiệt rất là ngon và lạ miệng, có tên là canh nghêu đậu hũ chua cay. Để làm món canh nghêu đậu hũ chua cay, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau: 600g nghêu giỏ còn sống, 100g giò sống, 100g cà chua bi, nửa miếng đậu hũ non, ớt hiểm, hành lá, thì là, tương ớt, ớt sừng băm, các loại gia vị thông thường và hạt nêm Ajinomoto. Mà cô Hà ơi, em hỏi một tí xíu nha, là khi chúng ta làm món canh này á, chúng ta chọn nghêu to hay là nghêu nhỏ mới ngon cô? Mình phải chọn nghêu to chứ em. Quý vị khán giả nhớ là khi chọn nghêu thì chúng ta chọn những con nghêu to, kín miệng, nặng tay, cái vỏ nó có màu trắng sáng là những loại nghêu tươi và ngon đó. Em cảm ơn cô Hà. Và quý vị ơi, để đi chợ chọn được những con nghêu ngon thì quý vị nhớ nhé là chọn nghêu to con nè, kín miệng và nặng tay, vỏ thì màu trắng sáng, đó chính là những con nghêu tươi và mập đây. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ bắt lên một nồi nước để luộc nghêu. Dạ. Trong lúc chờ nước sôi thì chúng ta sẽ sơ chế các nguyên liệu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt đôi phần cà bi này. Còn phần đậu hũ này thì mình sẽ cắt vuông khoảng chừng 1cm. Tiếp theo thì cô sẽ đập dập phần ớt hiểm ha. Dạ. Đây là phần rễ của cọng thì là, chúng ta rửa sạch, sau đó chúng ta đập dập và đợi phần nước luộc nghêu này sôi lên thì chúng ta sẽ cho rễ thì là vào đây trước, sau đó chúng ta mới cho nghêu vào trong lá luộc. Có điều gì đặc biệt khi mà cô sử dụng rễ thì là đập dập cho vào nước luộc nghêu không cô? Quý vị khán giả lưu ý là chúng ta sẽ cho rễ thì là đập dập vào trong nước luộc nghêu để cho nghêu thơm, tăng thêm hương vị cho món ăn. À, em nhớ rồi. Và quý vị ơi, cùng lưu ý lại nhé, là chúng ta sử dụng rễ thì là đập dập để cho vào nước luộc nghêu để giúp cho món ăn tăng thêm hương vị. Trước hết là cái phần thì là này, thì cái phần trọng á thì chúng ta cũng sẽ đập dập sau đó băm nhỏ ha. Còn phần hành lá và thì là này thì chúng ta sẽ cắt khúc. Em thấy là nước luộc nghêu đã chuẩn bị sôi rồi cô. Cô sẽ cho cái phần rễ thì là vô trước ha. Rồi thì chúng ta cũng sẽ cho luôn cái phần nghêu vào trong này. Chúng ta sẽ luộc nghêu cho đến khi nào mà thấy là nghêu há miệng ra là nghêu đã bắt đầu chín rồi đó. Và chúng ta sẽ vớt ra. Mình sẽ gỡ lấy cái phần thịt nghêu. Đây là phần nước luộc nghêu. Sau khi mình lắng xong rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục bắt nước luộc nghêu lên bếp và nấu cho sôi. Với thành phần thịt nghêu này thì chúng ta sẽ ướp vào đây 1/2 muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Trong lúc chờ nghêu thấm gia vị và nước sôi thì chúng ta sẽ sơ chế đến phần giò sống này. Và sẽ cho vào cộng thì là băm, ớt sừng. Trộn đều lên. Và sau đó thì mình sẽ vo thành viên để cho vào trong canh. Cô ơi, nước luộc nghêu của chúng ta đã sôi rồi. Rồi, sôi thì chúng ta sẽ cho phần giò sống vào ha. Quý vị khán giả lưu ý là trong nước luộc nghêu á, thường thì đã có cái vị hơi mặn mặn sẵn rồi, cho nên khi chúng ta nêm gia vị thì chúng ta lưu ý là giảm bớt cái gia vị có độ mặn nha. Chúng ta sẽ nêm vào trong canh 1 muỗng canh hạt nêm Ajinomoto, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh tương ớt, cho 2 trái ớt hiểm đập dập vào và 3 muỗng canh rưỡi giấm gạo lên men Ajinomoto. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho vào đây đậu hũ và cà bi. Bây giờ thì canh đã sôi lên rồi, chúng ta sẽ cho phần nghêu vào. Cho tiếp hành và thì là vào luôn. Tắt lửa.
Dạ. Em tắt lửa giùm cô ha. Tắt lửa luôn hả cô? Đúng rồi. Cuối cùng chúng ta sẽ nêm vào đây khoảng 1 muỗng canh nước mắm. Có đậu hũ nè ha. Rau nữa. Cô sẽ trình bày lên đây một vài cọng thì là để cho Kim Thảo sẽ cảm nhận món ăn một cách đầy đủ nhất á, thì cô có chuẩn bị cho em cơm nữa đó. Rồi cô sẽ chan canh lên. Dạ. Em cảm ơn cô Hà. Ngon lắm cô ạ. Giò thì rất là thơm, còn nghêu thì thấm vị aji ngon rất là đậm đà. Còn nước thì có vị chua chua, cay cay nữa. Vị chua của giấm gạo lên men Ajinomoto. Còn vị cay của tương ớt hòa quyện vào với nhau. Thật là tuyệt vời quý vị ạ. Mùa hè mà có món canh nghêu đậu hũ chua cay này thì thiệt là hết ý. Quý vị hãy làm thử nhé. Quý vị thân mến, nếu như quý vị có những trăn trở cũng như là thắc mắc có liên quan đến công việc bếp núc thì đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc cũng có thể gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam theo số điện thoại 0838237557, và quý vị cũng có thể truy cập vào website mongonmoingay.com để theo dõi lại những chương trình mà quý vị đã bỏ lỡ, hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Còn bây giờ thì Kim Thảo cùng với đầu bếp Thu Hà xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.